Đầu video em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên một số đồ nghề dùng trong gia đình và trong công việc. Hôm nay em giới thiệu sơ qua. Hôm nay gồm có mỏ lết, mũi khoan bê tông, cưa. Cưa này là cưa gì ta? Cưa gỗ, kéo cắt tôn, mỏ lết răng, đuôi cà lê, đuôi chuột, kìm ngồi với con cặp kìm ngồi với kìm cắt nha mọi người. Rồi cái thức cành, đây là móc kéo hàng vít. Rồi tiếp, rồi có cái đầu uốn kiểm, uốn kiểm luôn nha mọi người. Hôm nay gồm có tất cả là 18 món, 18 đơn, 18 mã hàng nha. Bây giờ em đi mã số 1. Mã số 1 là một cặp cặp mỏ lết. Cặp mỏ lết hiệu Lotter nha mọi người. Một con dài 20, một con dài 25 cm. Con dài 200, con dài 250 cm. Rồi giờ cho mọi người xem miệng mồm của hai em này nha. Con này miệng mồm khít, độ rơ có mà nhẹ, độ rơ nhẹ nha mọi người, có nha. Rồi một con mỏ lết hiệu Lotter chiều dài 200 mm, đây ký hiệu của Nhật nha mọi người. Con thứ hai cũng hiệu Lotter chiều dài 250 mm, đây có chữ Made in Japan này, miệng mồm khít, ký hiệu Nhật. Con này nó hơi bị cứng chỗ đây tí, mọi người về che mở vô là nó nhẹ thôi. Con này đồ rơ có nhưng mà nhẹ nha mọi người. Này chỗ này hơi cứng, mình lắc là mở ra được này. Rồi mã số 1. Cặp mà lết hiệu Lotter chiều dài 250 mm. Con này nước thép thì chưa có vấn đề gì, chỉ mỗi rồi lớp mè nó bong chóc thôi. Mã số 1. 200 200k cặp mà lết. Đi tiếp mã số 2. Mã số 2 là một, cũng có là một con mỏ lết nha mọi người. Mỏ lết hiệu Sankey. Chiều dài của nó là 300 mm. Đây có ký hiệu của Nhật đây. Con này nhìn còn sáng nước, kiểm còn sáng nha. Miệng mồm khít nha mọi người. Này đồ rơ cũng tương đối nhẹ. Rồi một con mỏ lết hiệu Sankey
chiều dài 300 ml. Mã số 2 200k. Đi tiếp mã số 3, mã số 3 là hai cây cũng kiểm nha mọi người. Con này có hai đầu, con này chỉ có một đầu thôi. Đo chiều dài của hai con nha. Chiều dài con ngắn nhất, chiều dài con ngắn nhất là 20 cm, chiều dài của con dài nhất là 23 cm. Rồi hai con muốn kiểm 100k. Mã số 4, mã số 4 là 5 cái mũi khoan bê tông, một cây rất là dài nha mọi người, rồi một cây bự mới luôn đây, một cây mới đây, mấy cây kia nước thép còn sáng. Rồi để coi mọi người coi thương hiệu của từng mấy cái cây này nha. Cây này là 14,5 ký hiệu gì đây đó. Còn cây này là 25,6 ký gì đây. Rồi cây dài nhất là ký hiệu của nó là 10 cái khoang 19. Còn ký hiệu nó đây nha mọi người. Rồi hai cây nhỏ là 14,3. Có hai cây 14,3 luôn nha mọi người. Hai cây 14,3, một cây 14,5. Rồi 5 cây mũi khoan bê tông. Một cây này rất dài, để em đo chiều dài của 5 cây này nha. 4 cây kia thì tương tự nhau, 4 cây này tương tự nhau, một cây rất dài. Cây bự này á là chiều dài, cây bự mũi khoan 25 này á là chiều dài 27,5. Còn cây nhỏ này cũng là 27, gần 28. Cây này là 28. Cây thứ tư của 28. Còn cái cây dài nhất, cây mũi 19 này là dài 48,5. Cây dài nhất là 48,5. Rồi 5 cái mũi khoan bê tông. Mã số 4 650k. Cây dài nhất là, nãy là đo bao nhiêu tem? Đo mọi người nhớ coi lại. 50 mũi khoan bê tông. Mã số 4 650k. Tiếp mã số 5. Mã số 5
5 cây chục vít nha mọi người. Đây, mẹ số 5 4 cây chục vít. 4 cây chục vít. 2 ba kê và 2 dịp. 2 ba kê 2 ba kê 2 ba kê 2 dịp. Vít dài bự nha mọi người. Để đo thông số từng cây một. Cây ba kê này chiều dài của nó là 27,5. Cây dịp của nó là 28. Cây dịp thứ hai là 25,5. Rồi cây ba kê cuối cùng là 21. Trong đây có hai cây dịp đóng nha mọi người, hai cây dịp và tôi biết đóng, hai cây ba kê là tôi biết thường. Cây này nó hơi bị nứt tí, mọi người về lấy bột cưa với cho 502 chín lại là xong. Rồi cho mọi người xem đầu mũi nha. Đầu mũi 4 cây này. Đó, đầu 14 cây. Trong đây có một cây có chữ nhật nha mọi người. Cây này. Cây ba cây dịp này có chữ nhật thôi. Đó. Made in Japan này. Rồi, 4 cây chục vít. Mẹ số 5. Mẹ số 5, 250 ke, 4 cây chục vít. Đi mẹ số 6. Mẹ số 6 là có 4 cây móc. Mấy cây này dùng để mà móc mấy cái vật dụng như kiểm gai rồi cầm hay móc ra tiện, hay lôi bao bơi gì đó. Hai cây móc chán dài. Đo mấy cái con dài nha. Con dài nhất là 22. Con dài thứ hai là 19. Còn hai cây ngắn là 11. Mẹ số 6. 4 cây 4 cây móc. Mẹ số 6, 4 cây móc 200 ke. Đi mẹ số 7. Mẹ số 7 là một cặp cưa nhưng mà cưa gỗ cho mọi người. Hai con này cũng nhập hết. Con này thì lưỡi nó hơi cũ tí. Con này thì lưỡi con mới của Nhật, chữ Nhật. Còn bên đây trên kén là ghi chữ Made in Japan nha. Lưỡi liếc là bọn con xài được nha mọi người. Đo chiều dài của hai con này nha. Chiều dài của con nhỏ, chiều dài của con nhỏ kén là cái lưỡi là 22. Chiều dài tổng thể là 33. Và chiều dài của con lưỡi to là
kén là 20, cái lưỡi á là 25, chiều dài tổng thể là 39. Rồi mã số 7, một cặp cưa gỗ của Nhật. Mã số 7, 150k. Đi tiếp mã số 8. Mã số 8 là kéo cắt tôn. Con này coi mũi lưỡi rồi nó chưa mày vỡ đó. Ai mua về thì mà là cho nó bén thêm rồi cắt thôi nha mọi người. Đây chiều dài con này. Chiều dài con này là 25. Mũi lưỡi nó chưa gãy nha. Mã số 8, 120k. Đi mã số 9. Mã số 9 là một mỏ lết răng hiệu của Hit, chiều dài là 300 mm. Mã số 9. Mình cười coi răng miệng này. Rồi mã số 9, 170k. Đi mã số 10, cặp đuôi chuột hiệu MCC 17-19. Bên đây là 21-22. Này bạn sẽ chiều nha mọi người. Đã chiều. Rồi mã số 10, 220k. Mã số 11 là một kìm hiệu Fujiya, kìm ngồi nha mọi người. Miệng mồm nước kẻ nước kẽm nó còn ok này. Thêm kìm cắt, cắt dây điện. Con này là chiều dài của nó là 16. Con kìm cắt dây điện là 13. Con kìm ngùi là của Nhật, còn cái con kìm này là của gì em không biết. Nó ghi chữ 3 chữ S đây. Mã số 11, 150k. Mã số 12, con này của Nhật hiệu là AIACB150. Mấy con này nước kiểm miệng mầm ok nha mọi người. Rồi con kim mà bấm dây điện đó, cái hiệu nó đây mọi người xem nha. Con này là chiều dài 16, con kim bấm là chiều dài 12,5. Cặp này cũng 100, cặp mã số 12, 150k. Mã số 13 là một cặp kìm ngùi là Fujiya, nước nước thép còn mới nha mọi người. Mấy con này thì miệng mồm thì bảo đảm là ok rồi. Còn cái con bấm này thì không có thương hiệu gì hết, nhưng bấm thì vẫn ok nha mọi người. Rồi đo chiều dài em này. Con này là 15,5. Con kìm cắt dây điện là 11. 13 nha mọi người. 11,5. Rồi mã số 13. Mã số 13 150k, mã số 14. Con này của Fujiya luôn, kìm ngồi.
Vuja ký hiệu Nhật đây mọi người. Mấy con này em chỉ sao sơ qua thôi, do nước kiểm với miệng mồm nó còn ok hết nên không cần soi kỹ đó nha mọi người. Cái kiềm bấm này có cái nhè đây đấy, mấy kìm ngồi thì ok, còn kìm bấm thì bỏ thêm vô, kìm bấm vẫn cắt tốt nha, thương hiệu nó thì không biết, nó lung tung hết. Rồi con kìm các dây điện, con kìm các dây điện là 12,5, rồi mã số 14 150k nha mọi người. Mã số 15, mã số 15 là một con kéo tỉa cành, chán kiếp là còn ok nha mọi người. Đầu mũi con này thì đầu mũi chưa mẹ phở gì hết. Đây thêm cho mọi người một cái dũa nha, dũa này dũa khuyến mại, nó mà không bén thì mình về dũa thêm, tại vì em chưa mài, em chỉ lựa mấy con mà đầu mũi chưa có gãy hay mẹ vỡ gì để về, đồ rơ chưa có này, khít này. Em đo chiều dài của em kéo cái cành này, chiều dài của em này là 50 cm, gần 50 cm. Rồi mã số 15 muốn kéo tỉa cành, kén ký được cả tay cầm được còn ok nha mọi người. 15-150k. Đi mã số 16, mã số 16 cũng là muốn kéo tỉa cành, chán kiếp còn ok nha mọi người, chán gỗ xin mồi lưỡi nữa. Con này ở đây nó có chữ sai là em biết cái của nước mèo, thấy đầu mũi rồi nó chưa mẹ vỡ hay cái độ lệch của kéo thì chưa có, thì tương đối ok cho mọi người đó. Rồi cái này tặng cho mọi người một khuyến mại, một mọi người một cái dũa dùng để dũa lại cho nó bén nha, còn là lưỡi liếc rồi em lấy về là ok rồi, ok rồi chỉ việc sử dụng thôi. Cái này thì mài lại dũa lại tí là cắt ok luôn, chưa có rơ riết gì nha mọi người. Đo chiều dài của em này, chiều dài của em này là 60 nha mọi người. Rồi mã số 16, mã số 16 200k. Đi mã số 17, mã số 7 là ba con dao nhật, ba con dao nhật cắt cây thông này đất luôn này, bé mấy con này rất bé nha mọi người, ba con dao nhật rất dài. Con này là có chữ Nhật ở đây, Sun Red đấy, của Nhật, Nhật Bản đó. Còn này cũng như của là chữ Nhật đây. Con này thì chữ Nhật kén cũng có mà là trên lửa, trên lưỡi cũng có này đó. Em đo chiều dài của ba em này, bây giờ em ngắn nhất đi. Ai sưu tầm chơi dao nhật thì mua mấy em này về đồ cả là kén cho đẹp nha, đối với lại mài lại cho nó bén.
Con này lưỡi nó không phải lưỡi lưỡi kia nha, lưỡi răng cưa nha. Con này chiều dài của nó là 31,5. Con này còn mới luôn nha mọi người. Đây đổ về cưa cái gì đó, răng cưa chưa mẻ luôn. Rồi con thứ hai. Con thứ hai là chiều dài của nó, chiều dài của kén á, chiều dài của kén là 24, chiều dài tổng thể là 28, à quên, chiều dài tổng thể là 38 nha mọi người, gần 38. Rồi để đo cái lưỡi nó xem, chỗ này là 2 phân, chỗ này là phân, một phân gần phân rưỡi đó. Một che của Nhật, chữ chiếc là ok nha mọi người. Rồi con thứ ba, con này là chiều dài của nó này, đo chiều dài con này đã, chiều dài của em này á, chiều dài của cái cán là 30, chiều dài tổng thể là 44, chiều dài của lưỡi là 30, chiều dài tổng thể là 44 cm. Con này chém tí nữa đứt tay. Con này ôi, 2 phân chính giữa là 2 phân rưỡi, cuối gần 3 phân đó, rất là dài. Ba con dao của Nhật, cái này bán thì thấy cũng hơi tiếc tiếc, nhưng mà thôi bán, tính để chơi. Ba con dao của Nhật, mã số 17, ba con dao của Nhật nha mọi người. Người về đồ cán, con dao này này em mài rồi nhưng mà nó cái lưỡi nó chưa được bằng thẳng lắm, mài sơ sơ thôi. Mã số 17, 500k. Đang dao rất dài. Rồi, mã số 18 là mã số cuối cùng. Mình coi mã số cuối cùng là mã số cuối cùng là 6 cái tiếp. 3 cái tiếp màu đen, 3 cái tiếp màu đen là thương hiệu là Tajima. Đây tiếp 19 mây Japan nha mọi người. Đây đầu tròn, đây cũng Tajima, đây của tiếp 19 nhưng mà đầu lục giác. Đây tiếp 17-21, nghĩa là tiếp hai chức năng, phía vòng ngoài là dùng 17, còn khi mình nhấn vào là mình dùng được vòng trong nha mọi người, dùng được vòng trong là 21. Rồi ba em màu trắng, ba em màu trắng mà em này là tiếp 24, đầu tròn. Em này là tiếp 32-36 như vậy. Ở ngoài đây dùng 32, mà khi mình nhấn vào là mình dùng được 36 nha mọi người. Đó, hai chức năng. Tiếp này em coi thử, 27-32 đầu lục giác. 27 là giờ phía ngoài dùng 27, nhấn vô là dùng 32, còn hai chức năng. Rồi mã số 18, mã số 18 450k, 6 ống tiếp, 3 tiếp màu trắng, 3 tiếp màu đen. Rồi em hôm nay em chỉ lên có 10
18 mẻ hàng thôi. Mọi người ai thấy cái nào thích hợp thì gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại. Em không chốt qua phần bình luận nha mọi người. Bình luận chốt nó lâu mà nó tốn thời gian. Cuối video em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của em. Xin cảm ơn các chú, các anh và các bạn đã đóng góp ý kiến để cho kênh của em nó càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn và xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các anh, các chú, các anh và các bạn clip tiếp theo. Em xin chào cả nhà.